Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Rồi, đứng dậy. Có trong cái tài. Rồi, ngồi xuống. Rồi, đứng dậy. Ok. Nhìn chán thấy sợ. Nhìn chán. Rồi, ngồi xuống nữa. Khó quá. Wow. Rồi đứng dậy. Rồi đứng. Rồi ngồi xuống, ngồi mà thấy cái đó. Đó hết cỡ đó. Rồi ngồi dậy rồi đứng dậy. Vì nó căng cơ cơn đó. Rồi. Rồi xong đứng lên. Rồi lần lên nữa. Lần nữa. Rồi xong. Rồi đứng dậy. Rồi chị phát biểu đi, qua cái được bạn mình giúp đỡ thì thấy kết quả sao? Qua sự việc vừa làm rồi xong thì thấy nó đỡ nhiều. À, ngồi lên đứng xuống thì nó đỡ. Rồi đứng dậy đó. Bây giờ là thấy bấm một... em thấy đỡ nhiều rồi, cảm thấy là thông thoáng hết mà thấy vận động trở lại bình thường rồi. Kính thưa thầy, kính thưa lớp học, thì qua cái thực tập chữa thần kinh tọa nãy giờ thì cảm thấy tay chân nó linh hoạt hơn, nó đỡ đau hơn. Bây giờ mời cái cô, mọi người sẽ nhìn cái người thầy thuốc mà chữa cho anh này, cái tướng tiếng ơi tiếng ơi đứng dậy để mọi người có thể coi đây. Rồi thầy thuốc về nhỏ con giờ mà chữa cho cái anh đệ. Xin chào thầy. Nói chung là vừa qua thì nhờ em này thì em dùng cái thập chỉ liên tâm đó thì tôi cảm thấy là cái lưng tôi nó dễ chịu hơn nhiều. Chỉ theo lớp học có 2 ngày nhưng mà nói chung nếu mà cái tình trạng tiến triển như vậy thì rất tốt. Dạ, tại vì thời gian nó ngắn nhưng mà cái bệnh tình thì nó tiến triển là nó giảm nhiều. Có rất nhiều vấn đề trong này. Nếu tôi kéo cái chân của tôi lên để các anh các chị nhìn thấy nó tàn phá khủng khiếp như thế nào. Cái chuyện teo cơ đã rành rồi, các cục hòn trên người tôi nó rất là nhiều. Đây là tổn thương của vấn đề hút. Acid uric nó lắng đọng và nó kết cục. Cái đây gọi là các cục tô bin. Cái đau đớn thì nó đã 30 năm rồi nhưng mà cái vấn đề từ đó nó đi đến vấn đề bệnh tật và cơ teo rồi. Không như vậy. Thế rất là vững vàng đúng không? Rất dễ chịu hả? Rất dễ chịu hả? 10 thì được 8 lần, đi vòng 2 lần là ok. Rồi, chắc chắn là chạy được rồi đó.
Okay, cảm ơn nhiều. 30 năm nha các bạn nha. 30 năm chưa giờ làm được không ngồi. Xin chào bác Rai. Cảm ơn các bạn, các bạn ngồi đây. Sáng nhỉ, tôi xúc đắc. Đâu. Rồi, thế thấy cũng ngon rồi ha. Thấy ngon chưa? Ok. Đứng lên ngồi xuống thấy cả lớp nhìn thấy rồi. Tức là nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Về cơ bản là so với trước là nó đã bớt rất nhiều rồi. Đi xe lăn và nằm trên giường nhiều hơn. Ước nguyện duy nhất lúc đó chỉ muốn là ngồi lên được. Tôi học rất là nhiều các cái pháp khác. Tại môn của thầy Châu rất là khoa học và tôi muốn truyền giao cái kiến thức của thầy lại cho những cái người mà hiện nay tôi được biết và tôi đang quan tâm đến họ. Bởi vì cái này nó quá hay đi. Nó rất là khoa học và rất là vi diệu. Và có thể nói là rất là nhanh so với những cái pháp tôi được học. Tôi học nhiều lắm, điện yoga, khí công, nhân điện, năng lượng. Nói chung trên thế gian thì có cái pháp gì là tôi sách bao lâu tôi đi học. Tiền tôi chỉ khăn để đi học. Nhưng riêng cái pháp của thầy thì đó, các bạn đã thấy và tôi trải nghiệm được. Thì cái chân của tôi nó đến gần 30 năm nay rồi. Và tôi rất mệt mỏi. Có thể là thông qua pháp của thầy Châu. Mà vấn đề hai cục đá đó không dùng thuốc rất vi diệu. Đơn giản nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta áp dụng. Mà như tôi đánh giá và tôi được trải nghiệm chính qua cái buổi hôm nay thì tôi đánh giá cái pháp môn thật chỉ liên tâm này và qua các cái việc chúng ta thực hành này rất hiệu quả. Đánh giá chủ quan những cái nặng nề chân, vì chân tôi nó thiếu máu, nó nặng, nó lạnh thường xuyên, nên các anh các chị không bị, nhưng đi nó giống như là đeo hai cục đá 5-7 kg ở dưới chân. Muốn đi nhanh không được, mà muốn không phải là tôi tạo dáng, nhưng vì nó đau vậy đi nó lệch lạc, rất là khó chịu. Thiền năng lượng nó xuống nhưng nó không thông được, không đột phá được. Hoặc dùng cách này cái kia, tôi rất nhiều cái để tôi xử lý nó nhưng không được. Nhưng hôm nay đó các bạn thấy thì tôi đánh giá một cách trung thực. Chắc chắn nó sẽ hết, tại vì tôi rất tin vào cái này. Vì nó đúng và nó đã làm được cái điều đó mới một lần như thế thì tôi đánh giá nó rất là cao so với những cái kiến thức của tôi lượng lặp được trên thế gian này. Và cái này nó rất là trực quan và rất là khoa học. Ai cũng làm được, từ con nít cho đến người già, đàn ông, đàn bà, và làm là có hiệu quả ngay. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.